Ngày 20 tháng 12, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã kiểm tra nội bộ những bước cuối cùng của đoạn ray trên cao các toa tàu metro để sẵn sàng cho việc chạy thử nghiệm vào ngày 21 tháng 12. Theo Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đây là bước khởi động cho giai đoạn thử nghiệm số 5 tích hợp tỉnh và 6 tích hợp động trong quy trình thử nghiệm gồm 8 giai đoạn. Theo thiết kế, đoạn trên cao có tốc độ tối đa là 110 km/h, nhưng quá trình chạy thử để đảm bảo an toàn, đoàn tàu chỉ chạy tối đa tốc độ dưới 40 km/h. Kế hoạch chạy thử nghiệm cụ thể từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút sáng ngày 21 tháng 12, tàu metro số 1 chạy từ đoạn trên cao ở ga bến xe Suối Tiên đến ga Bình Thái. Lộ trình dài gần 9 km bắt đầu từ đoạn trên cao từ ga bến xe Suối Tiên đi qua ga Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đến ga Công nghệ Cao, dừng lại cho khách tham quan 5 phút. Sau đó tàu tiếp tục đi qua ga Thủ Đức đến ga Bình Thái và kết thúc. Để công tác tổ chức lễ chạy thử nghiệm được an toàn và chu đáo, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao cho ban này phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức tổ chức phân luồng giao thông đảm bảo an ninh y tế.